Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay là cho xây tầng. Ở nhà là có 9 đàn. Đàn này là đàn một cầu. Đàn một cầu mà chúng ta có phải thấy ong đông như thế này nhé. Ong đông thế này là chúng ta cho xây luôn. Cho xây luôn. Này là tôi cho xây một loạt. Ở dưới đồng bằng là nó không có nguồn, là muốn xây là phải cho ăn. Đấy. Đấy, xây thế này là miếng tai mèo có đại tướng rồi. Đấy. Đây là đàn hai cầu, đàn này sẽ cho xây thủ công 2/3. Hai lên ba. Nếu mà thuận buồm xuôi gió là tất cả ong ở đây là sẽ có từ 10 đàn lên 30 đàn về tháng cuối năm nữa. Đấy. Đàn ong thì cứ phải, thứ nhất là nó phải đông ong. Đông ong thợ nhé. Ong thợ là lực lượng lao động thứ nhất nuôi ấu trùng, thứ hai đi lấy mật phấn, thứ ba xây bánh tổ. Xây bánh tổ đàn ong phải có năng lượng. Năng lượng là gì? Phải có phấn và thức ăn của nó là phải có đường, mật đấy. Như này là tối cho ăn là 2 ngày 2 đêm xong. Còn những cái đàn một cầu thì chúng ta cho xây áp nặng, xây xong thì chúng ta lại dở mắt lại. Đàn này tai mèo lì chia cũng được, tay tai mèo xây xong một mặt xong rồi chúng ta lại dở ra. Ở lại. Câu này tôi phải kéo sang bên đây. Cho sang bên đây. Thì bên kia nó lắm ấy quá. Nó lắm tai nhỏ quá. Không muốn phá đi vì nó lắm phấn. Đấy, dở lại này. Khi ong đông mà nó có biểu hiện như này đấy, đàn ong là đang phát triển nhé. Ở dưới này là nó không có nguồn, là nó không xây lỗ được. Đấy. Nếu mà nguồn mà mạnh nó xây tai mèo này là nó sẽ xây ong được. Xem.
Xây này là tôi cho xây muộn xong rồi bắt đầu nào tôi lại cho xây tiếp. Xây tiếp trà nữa là ba cầu. Và giữ được là đến cuối năm là cứ 1 thành 3. Đông, đông quá. Phấn đỏ này là phấn cúc. Về tháng 5 này có phấn cúc. Sang đến 6 âm là nó không có cái loại phấn này. Ui giời. À, chúng ta nhìn đi. Cầu nhộng phẳng đét. Nhộng phẳng. Đây là cái như thế này là gọi là tự nhiên này. Đây là đạn cuối cùng. Đạn này nhộng nhiều lắm. Để xem. Nhộng đẹp chưa? Ong mà nó có nhiều đông ong có bao giờ cũng phải đông ong phấn thì chúng ta cho xây áp mạng chỗ này. Còn đàn hai ba cầu thì chúng ta cho xây chủ công. Tùy. Mùa hè thì đặt ong ở trong bóng râm. Đấy. Tránh mưa lũ. Các bác các bạn tìm được những cái chỗ nào mà nó nhiều nguồn mật phấn mà nó tốt đấy, thu mật được nếu mà tốt được hết tháng năm âm, đàn này hơi dữ, làm cũng phải tư tưởng. Đang xây kia mương tiêu thoát nước không đổ phết. Còn đây cái đàn làm chúa quay tối hôm qua. Hôm nay là ngày tư. Chắc hai ngày nữa là vít năm. Ông chúa chúng ta làm sáng cho ăn, tối chúng ta cho ăn nhé. Đấy. Sáng cho ăn, tối cho ăn. Giờ nắm nơi là kêu là ông giữ là do ông già nhiều. Đây
này là đã có con vít nắp rồi này. Đấy. Cái con này là tôi đặt ở mé là đâm ra là bị hỏng mất đi, nên chết là 1 2 3 4 5 tương đối. Ba mươi mũ làm ông chúa thì ăn nhau cái đàn nuôi dưỡng nó nhiều ông non đấy, sáng chúng ta cho ăn, tối chúng ta cho ăn, thế là vâng. Để ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại và bình luận phía dưới. Và ong thì ong nhiều ong ít thì chúng ta cũng phải có hai vườn ong, một vườn để thu hoạch mật và một vườn gọi là để dưỡng ong, để dự trữ ong chúa rồi ta chia ra đánh chúa. Ví dụ qua độ khoảng 12 đàn thì 15 17 đàn thu mật, còn 3 đàn chúng ta để chia. Chúc các bạn thành công. Nhớ ủng hộ kênh, đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào.